Dạ, em chào các bác quay trở lại kênh xe đạp Phong Tuyền. Hôm nay em lại đang có một số cái món phụ kiện đồ chơi cho xe đạp để gửi đến các bác tham khảo. Sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết từng cái sản phẩm, sau đó thì em sẽ báo giá các bác nhé. Các bác có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với em số điện thoại là 0936525998, số này em có kết nối cả Zalo. Các bác đặt hàng thì cứ cho em địa chỉ, số điện thoại rồi em gửi hàng đến tận nhà. Đấy, các bác được kiểm tra hàng này, sau đó các bác mới phải thanh toán tiền các bác nhé. Em sẽ đi vào một cái bộ lá phanh đĩa trước đi các bác ơi. Ở đây em đang có bộ của Ultegra R8000. Cái thằng này cái mã của nó là dòng SMZT800 các bác nhé. Bộ lá đĩa này của em thì nó là dòng 160 và 140 các bác nhé. Hàng lướt đã qua sử dụng nhưng mà nó còn rất chi là mới các bác ơi. Nó dùng rồi nên nó cũng có những cái vết bẩn các bác nhé. Những cái cơ bản nhất là cái chỗ này các bác này. Đấy, cái chỗ này mới là cái chỗ ăn tiền các bác nhé. Đấy, nó còn rất chi là mới luôn. Đây, rất chi là mới các bác nhé. Đó. Bộ này thì em để các bác là 1.350.000. Nó có cả hai cái khóa luôn. Dòng này nó là dòng Centerlock các bác nhé. Rất là thông dụng, Centerlock 1.350.000. Cái này thì em đang đánh cái mã là P1. Đấy, lúc nãy em đang quay dở video thì có việc phải đi nên là có đánh sẵn cái mã đi rồi. Mã này là mã P1 các bác nhé. 1.350.000. Các bác chốt hàng thì cứ cho em cái mã. Đấy, cho em địa chỉ. Đấy, để em gửi hàng thôi. Mã P1 các bác nhé. Rồi bên đây thì mã này là mã P2. Em đã có một đôi bê đan Ultegra R8000. Cái đôi bê đan này thì nó có một cái thông số rất là đặc biệt. Cái dòng này là cái dòng trục cộng 4 các bác nhé. Nó dài hơn những cái đôi bê đan R8000 4mm. Cái trục này các bác này dài hơn 4mm các bác nhé. Mới nguyên hộp luôn. Giá thì rất là tốt các bác ơi. Giá để các bác đôi bê đan này rất chi là tốt. Trục cộng 4 này nó hiếm lắm các bác nhé. Đấy, bác nào mà đang đạp những cái đôi bê đan cá mà cái giày nó bị va vào cái giò đạp ấy các bác. Đấy, thì các bác mua cái đôi bê đan này về các bác thay vào. Đấy, đạp là nó sẽ không bị va giày vào giò gây sức xước cái bộ giò các bác nhé. Hàng mới nguyên hộp và bảo hành trọn đời cho các bác là hàng chính hãng. Đó. Đây, trục cộng 4 các bác này. Đó, đây chỗ này nó có cái đây. Thông số đấy các bác, trục cộng 4. 2.8 mã B2, giá rất chi là tốt. Có cả cam luôn các bác nhé. Đây. Có sẵn cho các bác một bộ can màu vàng. Đầy đủ phụ kiện các bác nhé. Giá để các bác 2.8 bộ này thôi. Rồi, bỏ sang đây đã các bác. Rồi, lúc nãy em đánh cái đôi nào nhỉ? À đây. Tiếp đến là một đôi bê đan MKS của Nhật. Dòng này là dòng BM7 màu gold các bác nhé. Đôi này thì 1.2 mã P3. Hàng mới nguyên hộp luôn. Đây các bác. Mới nguyên hộp luôn các bác nhé. MKS BM-7 ra ban màu gold, màu vàng. Cái màu này thì nó sẽ đắt hơn là cái màu bạc với cái màu đen một chút các bác nhé. Nó chỉ hơn nhau tí nước sơn thôi các bác ơi. Bác nào mà chơi phong thủy hoặc là chơi theo kiểu là ví dụ như các bác đang đi những cái chiếc xe mà nó có cái nước sơn màu vàng ấy. Đấy, các bác muốn chơi cho nó có combo đồng bộ thì các bác chơi cái này. Nó chỉ hơn nhau tí cái nước sơn thôi các bác nhé. Thế còn thì tất cả là nó như nhau hết. Chất liệu này hoặc là bạc đạn như thế là nó như nhau hết các bác nhé. Giá 1.2.000. Mã P3. Rồi.
Tiếp đến là em có một cái clip các bác ơi. Đấy, em đã có một clip của Durai Sơ 9001. Clip này là clip 1125 các bác nhé. Cái clip này của em thì nó về trong cái tình trạng là đẹp như mới luôn. Đẹp như mới các bác nhé. Không có cái điểm gì để chê luôn. 5 cái lá đĩa, 5 cái lá clip ở trên này bằng titan các bác nhé. Đó. Mã P4. Đấy, bộ này em để các bác 3,2 triệu. Thông số 1125. Cho bác nào chơi tốc độ cao và muốn đạp nặng một chút thì các bác chơi 1125 này. Đấy, hoặc là nặng nữa thì các bác tìm 1123, 1123 thì nó hơi hiếm một chút. Đấy, nhưng 1125 thì nó sẽ đa năng hơn. Đó. Cái dòng này là nó đỉnh nhất của Shimano, 11 lít các bác nhé. 9100 là đỉnh nhất rồi. 3,2 triệu. Đấy, các bác đang xài 105 hoặc là Ultegra, hoặc là đang xài những cái bộ group SRAM, SRAM của Mỹ các bác. 11 lít, các bác mua cái này về các bác thay vào xài tất cả như nhau hết các bác nhé. Shimano thì nó sẽ rẻ hơn là SRAM. SRAM vậy nhưng mà nó đắt lắm. Nhưng mà cái chất của nó thì nó ăn đứt là thằng Shimano luôn. Rồi. Bên đây thì em đã có một cái lá đĩa của Shimano Ultegra 6800. Cái đĩa này là đĩa 52 răng các bác nhé. Nó chỉ có mỗi cái đĩa ngoài thôi. 6800. Cái dòng này bây giờ nó rất là hiếm luôn. Vì hãng người ta không sản xuất cái dòng lá đĩa của 6800 nữa. Bây giờ các bác chỉ mua được cái hàng lướt thôi các bác nhé. Hàng mới cũng có nhưng mà nói chung là nó hiếm lắm. Thằng này em cũng rất chịu khó em săn nhưng mà hầu như là không gặp cái hàng mới đâu. Chỉ có hàng lướt, lướt mà bây giờ mà đẹp thế này là cũng rất là ít. Đó, đây. Rất là đẹp các bác nhé, từ cái nước sơn cho đến cái răng của nó. Mã P5 giá 1,4 triệu. 1,4 triệu cái lá đĩa này các bác nhé. Các bác nào đang xài Ultegra 6800 các bác lưu ý giúp cho em. Đấy. Cái này các bác mua về các bác để dành cũng được. Thì cái răng này các bác chạy trước sau gì nó cũng mòn và cũng phải thay các bác nhé. 6800. Các bác đang xài 1 lần 5,5,8 các bác mua về các bác thay vào xài nó như nhau, dùng chung hết các bác nhé. Mã P5. Rồi bên đây em đã có một bộ lá đĩa nữa các bác này. Đấy, ở đây em đã có một bộ của Durai Sơ 9000. Cái dòng này bây giờ nó cũng rất là hiếm rồi vì nó không sản xuất mới nữa các bác nhé. Bây giờ người ta chỉ sản xuất những cái dòng ví dụ như là 9001 thôi, 9001 đổ lên thôi, còn 9000 thì người ta cũng không sản xuất nữa rồi. Và cái thằng này thì cái thông số của nó cũng rất là đẹp. Chỗ này thì nó có một cái vết, mà này nó là cái vết keo các bác nhé. Đấy, em chưa lau chùi gì đâu. Đấy, vết keo này các bác này. Đó. Lát nữa em lấy cái cà na em lau là cái nó sạch luôn. Chỗ này chứ không phải là xước sơn hay gì các bác nhé. Đây này, đấy, keo đấy. Răng đĩa thì còn quá đẹp luôn các bác ơi. Thông số 52-38. Bộ này để các bác là 2,4 triệu. Bên Nhật thì chủ yếu người ta sử dụng những cái lá đĩa ở bên trong này thôi. Tại bên đấy nó đường nó dốc nhiều đấy. Còn ở Việt Nam mình thì các bác ví dụ chạy đường bằng thì hầu như là 100% là chỉ sử dụng những cái lá đĩa to này các bác. Đấy. Bên Nhật nó dùng lá đĩa bé nên là cái lá đĩa to răng nó còn rất là đẹp. Bộ này để các bác giao lưu 2,4 triệu các bác nhé. Đấy, mã này là mã P6. Mã P6 2,4 triệu. Đấy, các bác đang xài Durai Sơ 9000 các bác nhé. Đó, giờ kiếm những cái bộ lá đĩa nó đẹp như thế này, thông số nó cũng đẹp như thế này. Đấy, thực tế là nó cũng còn nó cũng hiếm lắm, ít lắm. Rồi, một bộ lá đĩa nữa đi thôi. Ở đây em đang có một bộ của Ultegra R8000 này. Đấy, cái bộ này thì nó có cả cái hộp luôn. R8000. Dòng này thì các bác mua mới được, mua mới thì nó hơi đắt. Đấy, các bác mua lướt được thì mua lướt thì nó sẽ tiết kiệm hơn so với mua mới cả triệu đấy các bác nhé. Đây.
cái lá đĩa ở trong. Nói chung là cái lá đĩa ở trong em không quan tâm lắm đâu, tại chủ yếu là cái lá bên ngoài thôi. R8000, đĩa này là đĩa 5236 các bác nhé. Giá để các bác là 1.800.000, 1.800.000 mã P7 đi. Thằng này thì răng cũng còn rất là đẹp, răng còn rất là đẹp các bác nhé. Đó. Và cái hình thức nước sơn thì cũng còn rất là mới, rất chi là mới luôn. Răng cái này thực tế nó mới chạy có mấy trăm cây thì các bác nhé. Cái này nó chỉ là nó bị xước cái sơn ở ngoài thôi. Trong cái quá trình mình sử dụng thì xích nó chạy qua những cái răng này thì nó bay cái nước sơn đi thôi, chứ còn cái răng này đẹp như mới các bác nhé, răng rất đẹp luôn. Bộ này để các bác 1.800.000 các bác nhé, 1.800.000 bộ này. Đấy. Untegra R8000. Dòng này thì nó chạy đa năng, chạy đường trường hoặc là các bác có thể là leo dốc nhẹ các bác nhé. 1.800.000. Bác nào đang xài R8000 mà đĩa 5034, đấy, các bác muốn đạp cho nó nặng hơn một chút thì các bác mua cái thằng 5236 này về đạp nó rất là vừa chân các bác nhé, nó không nặng, không quá nặng như là ví dụ là 5339. Mã này là mã P7. P7 các bác nhé. Đây, cái răng ở trong cũng còn rất là đẹp. Đây, các bác. Có cả hộp luôn, P7. Triệu. Giá để các bác 1.800.000 luôn. Rồi em đi vào với cái đôi giày trước đi các bác. Đôi giày. Đây có một đôi giày Shimano các bác ơi. Một đôi giày Shimano, dòng này là dòng giày C các bác nhé. Dòng này là dòng GC 702M. Một đôi giày nó nằm ở trong cái phân khúc là ngon bổ rẻ các bác ơi. Đôi giày này của em hôm nay em bán cho các bác, nó sẽ có cả bê đan luôn, cả cá luôn. Về các bác gắn lên xe là dùng thôi. Hình thức thì nó còn rất là đẹp các bác ơi. Đấy, cái phần da này của nó thì nó chỉ có những cái vết bẩn thôi các bác nhé. Đây, những cái vết bẩn này. Đó. Da còn rất là đẹp. Đế gót rất là đẹp, đế carbon. Chỗ này thì nó dùng rồi, nên là ví dụ nó dẫm lên gạch lên đá thì nó cũng sẽ có xước. Cái vấn đề đấy thì không thể tránh khỏi được các bác. Cái gót của nó này rất chi là mới luôn. Đôi này nó có size của hãng là size 41.5. Đó. Thì cái đôi này các bác chân tầm được khoảng 25.7 cm các bác nhé, 25.7 cm đổ lại. Thằng này thực tế thì nó để là 26.2 cm nhưng mà mình phải trừ hao nó đi các bác nhé, chứ đúng 26 cm đi vào nó hơi kích mũi một chút thì mình trừ hao đi một chút đi là nó sẽ đẹp hơn, nó chuẩn hơn. Khi các bác nhấn thì mấy cái mũi ở đầu ngón chân ấy, nó không bị kích vào cái phần mũi giày thì nó rất là thoải mái. Thực tế là em sử dụng thì em cũng thấy nó như vậy các bác nhé. Đó, đây GC702 da đây này, nó chỉ là những cái vết bẩn các bác nhé. Nó cái màu này rất là đẹp. Đế đây, gót đây, cá này, cá của thằng Tham này nó rất là bền các bác nhé. Đấy, cái cá của thằng Tham này, cá của thằng Lóc rất là bền. Đây các bác nhìn này, nó không như cá thằng Shimano đâu, cá thằng Shimano là rất chi là củ chuối luôn. Đấy, nửa triệu một bộ cá nhưng mà có khi các bác đi mấy lần là nhìn cái cá là muốn vứt đi luôn rồi. Nhưng mà cái cá của cái thằng Mavic này, thằng Tham này rất chi là bền các bác nhé, đi mãi không thấy nó hư luôn. Cả của thằng Lóc cũng thế. Khóa thì rất là mượt mà rồi. Quá rất mượt và hình thức còn rất là đẹp, nó chỉ có những cái vết bẩn các bác nhé. Còn đây là cái bê đan này, bê đan của Tham thì ra vào can nó rất là nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ các bác nhé.
Đấy, cái dòng này em cũng thử rồi. Nói chung là các bác mà muốn ra vào can nhẹ thì các bác mua tham hoặc là các bác mua lóc. Đấy, lóc mà các bác mua cái dòng lóc mà ví dụ như lóc kéo blade thì mua cái dòng 8N ấy. 8N là nó nhẹ nhất. Đấy. Đấy, cái đôi bê đan của nó cũng còn rất là đẹp luôn. Đây là đôi tham 7 các bác nhé. Đôi này cái giá trị của nó cũng khá là lớn đấy các bác này. Đấy, còn rất là đẹp, sản xuất tại Pháp. Mà cái combo này thì để các bác giá 3,3 triệu các bác nhé. 3,3 triệu bộ này thôi. Đó. 3,3 triệu. Đấy, cái đôi giày này bây giờ mà bán nguyên cái giày không, các bác mua mà hàng đẹp như này nó cũng rơi vào tầm được khoảng 2,4 triệu, 2,6 triệu các bác nhé, nó tùy số bán. Đấy, như ví dụ như cái đôi này thì em bán thì nó rơi vào tầm được khoảng 2,4 triệu rồi đấy. Rồi, mà đây các bác 3,3 triệu các bác nhé, quá ngon luôn. Đấy, giày này các bác không chơi chơi giày nào? À đây nó còn có cái bảo vệ này, cái bảo vệ của đây đây. Hình như là nó nhét vào như này các bác này. Đấy, đây. Hình như vậy quá. Nhét vào như này các bác này. Đấy. Đây các bác này. Đấy, nó có cái bảo vệ như này các bác nhé. Cái này thì cái mục đích là ví dụ như là khi các bác xuống xe ấy, xuống xe thì bao giờ là cái mũi nó cũng chạm xuống đất trước, thì nó có cái túi này nó bảo vệ thì nó không bị xước cái mũi giày các bác nhé. Đó, rất là ngon luôn. Đây. Rất là như này các bác nhé, 3,3 triệu thôi các bác ơi. Mã này là mã P8 hay sao các bác ơi? P8 các bác ơi. Rồi, 3,3 triệu. Rất chi là ngon. Đó, rất như thế các bác nhé. Rồi, tiếp đến bên đây em đang có một cái mũ này. Một cái mũ cáp Valevo. Size L, vòng đầu từ 59 đến 62. Đấy, mới nguyên hộp thôi các bác nhé. Ở đây nó có một cái túi để đựng mũ. Đấy, khi các bác sử dụng khi các bác đi đạp về, các bác bỏ cái mũ ở đây, các bác treo lên nó không bị xước. Sách vở hướng dẫn sử dụng tất cả này trong đây hết này. Cái thằng cát này form nó đẹp lắm, mà nó là dòng chuyên dụng các bác, nên là đổi nó thoáng. Khi các bác rút ở cái tốc độ cao ấy, nó không bị cản gió đâu các bác nhé. Đó, đây. Quá đẹp luôn, mới luôn. Đấy. Made in Italia này, ở trong này cái lót này. Đặc biệt là thằng cát này nó không có trang bị công nghệ mít các bác nhé. Đấy, đằng sau này nó có thể rút lên rút xuống được. Nhưng mà cái thằng cát này nó không có công nghệ MIP nhưng mà cái giá của nó cao lắm. Đấy, có những cái mũ mới của nó cả chục triệu các bác nhé. Đấy, cái dòng này thì nó bình dân thôi nhưng mà cái chất lượng của nó rất là ngon, quá ngon luôn, ở trong cái phân khúc các bác. Rồi, cái mũ này thì em để các bác là để cái hộp nó này 2,8 triệu thôi các bác ơi, mã P9. Mã P9 giá để các bác chơi 2,8 triệu chiếc mũ này. Rồi, tiếp đến em lại còn một đôi giày nữa các bác. Đấy. Đôi giày này thì nó có một cái size khủng bố luôn các bác, có thể nói là khủng bố đi. Đây là đôi GC3 các bác nhé, Shimano GC3. Cái này em nói thật các bác là em chưa có lau chùi đâu. Nguyên bản từ bên Nhật mua về như nào thì em bán lại các bác như thế. Không có thời gian để lau chùi luôn. Cái này nó là những cái vết bẩn các bác nhé. Về các bác lấy xà bông các bác giặt cái là nó sạch. Nó là vết bẩn chứ không phải vết xước các bác nhé. Đây, vết dầu này, đây này, đây này. Đấy, về các bác đánh rửa cái là nó sạch, nó đẹp. Cái màu trắng thì nó hơi dơ một chút. Nhưng mà được cái là nhìn nó sáng sủa. Đế nó quá đẹp luôn. Giá để có 3,8 triệu, mã P10. Để em báo size này. Đôi này size 45 các bác nhé, cho bác nào chân to này, size 45. Đấy.
US là 10.5, 28,5 cm, thì bác nào chân được khoảng 28 cm đổ lại các bác nhé. Hoặc là bác nào mà ví dụ như là chân khoảng 26.5, 27 cm ấy. Đấy mà cái chỗ to nhất ấy nó to quá ấy. Các bác đi cái size 44, ví dụ 44 không vừa ấy, các bác phải mua đến 45. Nhiều bác chân ví dụ có khoảng 26 cm thôi nhưng mà phải mua đến size 44, 45 các bác. Tại vì cái chỗ to nhất đây này, cái chỗ to nhất này của các bác ấy, nó quá to. Đấy, nó quá to nên là những cái size kia là nó không vừa. Đấy, cái thằng này thì nó là 9,5. Đó, 9,5. Thì nó cho phép là bác nào chân nó tầm được khoảng chỗ to nhất là khoảng 11 cm đấy chẳng hạn thế. Đây. Là đi ok. Đồ này thật được bác là nó đẹp. Với lại cái size của nó size nó to nó cũng nó kén chân các bác. Mà em thấy cái giá nó rất là hợp lý này, em chơi về cho các bác nhé. Bê về cho các bác chơi. Đây, khóa. Shimano này nó bền lắm nha các bác nhé. Nó chỉ có mỗi một cái nhược điểm là nó sản xuất ở Trung Quốc thôi. Nó cũng như là cái dòng Edward như thế, sản xuất Trung Quốc. Cái này vết bẩn các bác nhé. Đấy, cả hai cái giày đều rất là đẹp. Đây. Vết bẩn các bác nhé. Bẩn các bác nhé chứ không phải xước nhá. Nó vết dầu ấy. Bố tự chủ này nó đi kiểu gì mà sao nó để bẩn thế. Thích đi giày màu sáng mà sao để bẩn thế này. 1.8 triệu đôi này các bác ơi. Quá ngon luôn. 1.8 triệu. Mã này là mã P10 các bác nhé. Rồi bên đây em có một cái đôi giày nữa này. Cái đôi giày này là nó là cái đôi giày đỉnh nhất của hãng Edward ở thời điểm hiện tại. Của Ben Sorai Edward các bác. Bỏ này ở đây này. Lộn chỗ các bác. Ben Sorai Edward. Đôi này có thể gọi là đôi Edward 8 ý, hay còn gọi là Edward Tube các bác nhé. Đấy, em mua được thì nó là hàng mới kiểu như là hàng trưng bày các bác, nhưng mà nó không còn cái hộp giấy các bác nhé, nó chỉ còn mỗi cái hộp vải như này các bác này. Đó. Đây là đôi giày đỉnh nhất của hãng Ben Sorai Edward ở thời điểm hiện tại các bác nhé. Khóa qua của cái thằng Edward này thì miễn bản không có đối thủ, vạn xương lắm, không đối thủ luôn các bác nhé. Cái này nó bằng nhôm CNC các bác nhé. Một cái form dáng của cái thằng này thì nó quá đẹp luôn. Cái đôi giày rất là nhẹ các bác nhé. Đôi này hôm nay em để cho các bác cái giá, em có thể nói là rẻ nhất Việt Nam các bác ơi. Đó. Để em báo size đấy. Đấy, đôi này nó có size của hãng là size 42.5, 27,3 cm. Thì bác nào chân tầm độ khoảng 26,8 cm các bác nhé, mình cứ trừ đi hao đi 0,5 cm là ok. Đấy, Edward. Chỗ này có cửa gió này. Đấy. 42.5 các bác nhé. Cái này thì US là 9.3, UK là 8.3 các bác nhé. Sản xuất ở Trung Quốc. Các bác xác định chơi Edward là các bác phải xác định tư tưởng luôn là nó sản xuất ở Trung Quốc các bác nhé. Đấy, nhưng mà chất lượng là chất lượng Mỹ các bác nhé. Nói thẳng luôn là chất lượng Mỹ, chất lượng Nhật, chất lượng quốc tế chứ không phải là hàng vớ vẩn các bác nhé. Đấy. Giá trị nó rất là lớn đấy các bác ơi. Đôi này em để các bác 6.8 triệu các bác nhé. Giá hôm nay để các bác 6.8 triệu để các bác chơi cái đôi này. 6.8 triệu các bác. Đấy. Mã này là mã P mười mấy đây, 11 các bác nhé. P11. Đấy. Giá 6.8 triệu cho đôi giày này. Cơ hội duy nhất chỉ dành cho một bác thôi các bác nhé. 6.8 triệu. Duy nhất chỉ có một bác sở hữu được đôi này thôi với cái mức giá quá ngon luôn. Ở sang bên đây thì em đã có
quần và áo. Đây là một chiếc quần Vensolai các bác ơi. Cái quần này của em thì nó chỉ thiếu mỗi cái tang thôi, nó đã thành cái quần mới các bác ơi. Đấy, cái mông của nó chưa thấy có dấu hiệu sử dụng luôn các bác nhé. Đây là một chiếc quần cao cấp của hãng Vensolai. Cái đai của nó đây. Đai. Nó có size của hãng là size S. Đấy. Sản xuất tại Trung Quốc. Cầm cái quần là sướng. Cầm quần là sướng lắm các bác ơi. Cái này thì nó để là S. Mà ở dưới này để là SL, em không hiểu là nó như thế nào nữa. Nhưng mà để em thử đo cái, chờ em chút em đo cái ống quần này. Cái ống quần này xem các bác khoảng bao nhiêu cân này. Cái ống quần này thì nó vào khoảng 17 cm. Thì cái quần này các bác nhé, quần này các bác từ khoảng 60 cho đến khoảng 65-67 cân là mặc ok quá nhé. Đó, với thằng này cái vải nó co giãn rất là nhiều. Bỉm nó đấy. Sờ nó rất là sướng, cái tay này thì rất là êm các bác nhé. Vải thì nó mát thôi rồi luôn các bác nhé. Co giãn 4 chiều các bác nhé. Mà giá để các bác rất là dễ chơi. 1,4 triệu. Cái này mã P12. P12 các bác nhé. Một chiếc quần của Vensolai. Quần này các bác cũng chơi đi chơi quần nào nữa. Đừng quan trọng made in các bác nhé. Nó xịn là được. Nó sản xuất ở đâu thì nó để made in ở đấy. Cái quan trọng nhất nó là chính hãng. 1,4 triệu mã P12. Rồi bên đây em đã có hai cái áo của Vensolai. Hai chiếc áo này nó có size của hãng là size M các bác nhé. Size M cho bác nào tầm khoảng, cái áo này thì em bán với các bác tầm khoảng 65 cân, mà người là người cân đối bình thường quá chứ. Đấy, người cân đối bình thường, người dòng dòng ấy, người dòng dòng cân đối bình thường. Mấy bác mà bụng to là lưu ý là không mặc được các bác nhé. 65 cân là không mặc được đâu. Để đo cái nách của nó này. Cái này thì nó 44,5. Chiều dài phía sau thì nó vào khoảng, cái thằng này nó không có cổ các bác nhé, 62. Đấy. 65 cân mặc ôm đẹp. Đấy. Còn bác nào muốn mặc rộng rãi thì em sẽ để cho các bác là từ 60 đến 65 cân. Đấy là tùy các bác thôi. Các bác muốn mặc rộng rãi thì khoảng 60 hơn 60 cân một chút. Đấy. Còn mặc ôm đẹp thì là tầm khoảng 65 cân các bác nhé. 65 cân người cân đối bình thường, không có bụng bia, không béo phì các bác nhé. Đấy, đây. Made in El Salvador, Spenlai, Vensolai. Chiếc áo này thì nói chung là em rất là khó diễn tả vì nó quá mới luôn. Đây nó có 3 túi này. Cái vải của cái thằng này thì mặc thì đây các bạn. Co giãn 4 chiều các bác nhá. Vải cực mát luôn. Đấy. Bao cho các bác mặc rất là mát. Đấy. Mặc không mát các bác cứ cắt đôi cái áo các bác trả lại cho em. Một cái là giá nó cũng hơi căng một chút các bác ơi. Form này là form đời mới, dòng này là cái dòng nó không có cổ các bác này. Không có cổ đấy các bác nhé. Nó mới như ở trong cửa hàng ra vậy. Đấy, giá 1,2 triệu. Cái này là mã P13. Đấy, P13 các bác nhé. Nó sướng, cầm cái vải các bác này. Đây. Cái này nó rất là nhịn đây, nó là những cái lỗ thoáng khí các bác nhé. Các bác mặc cái áo này ấy, thì các bác chịu khó là ví dụ như là nhà bác nào mà đang sử dụng những chiếc máy giặt mà lồng ngang thì ok. Còn bác nào mà đang sử dụng những cái chiếc máy giặt mà nó lồng đứng ấy, thì các bác đừng cho đấy vào đấy các bác giặt các bác nhé. Nó vào nó quấy cho mấy lần là tan cái áo luôn. Đấy.
tốt nhất ấy là các bác cứ chịu khó các bác mang, các bác giặt bằng tay thì nó rất là đảm bảo. Với cái thằng này cái vải của nó ấy, là nó rất là mỏng quá nhá, rất là mềm, rất là mịn và nó rất là dễ bị sụt chỉ. Đấy, nên là các bác chịu khó giặt bằng tay thì nó ngon hơn. Đấy, em có hai cái các bác nhé, hai cái size như nhau. Đấy, đây. Sản xuất tại El Salvador, hai cái size giống nhau các bác nhé, size M và độ mới thì cũng như nhau luôn. Đó. Có ba túi bên sau này. Thằng này thì nó có đây, nó trang trí thêm một chút như thế này. 1,2 triệu một cái, mã P14, độ mới thì nói chung là nó không khác gì cái áo vừa trong cửa hàng ra các bác nhé, chất vải như nhau, size như nhau, nó chỉ khác mỗi màu thôi. Rồi. Em vừa quay chi tiết gửi đến các bác một số cái món phụ kiện mà hôm nay em bán. Các bác có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với em số điện thoại là 0936525998, cho em có kết nối cả Zalo. Rồi em cảm ơn các bác đã ủng hộ theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.